Với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái make up này. Và make up này thì mình đã sử dụng ở trong video những sản phẩm make up yêu thích nhất năm 2015. Nếu bạn nào chưa xem thì mình sẽ để link ở đây hoặc mình sẽ để link ở dưới description box cho mọi người có thể xem nhé. Trong video đấy thì mình đã nhận được rất nhiều cầu của mọi người nói là hãy làm một cái video để hướng dẫn cái make up này. Và mình thực sự là rất bất ngờ khi mà nhận được nhiều yêu cầu như thế, bởi vì khi mà ngồi xuống làm cái make up này thì mình cũng chỉ là muốn nghịch với cả muốn tìm một cái make up mà nó hợp với cả son nude một chút. Và không ngờ là lúc mà make up xong thì nó cũng khá là đẹp. Make up này thì rất phù hợp cho những bạn nào mà muốn dùng son nude bởi vì nó nhấn đậm vào phần mắt hơn. Và cái này thì cũng khác so với cả những cái make up mà mình đã từng làm, nó có phần dừa hơn và có phần sang trọng hơn một chút. Mọi người có thể dùng cái make up này đi chơi Tết hoặc là có thể dùng để đi chơi buổi tối hoặc là đi tiệc chẳng hạn. Mình nghĩ là tất cả đều được, miễn là mọi người cảm thấy tự tin là được. Và bây giờ nếu mọi người muốn xem những bước mình làm để có được cái make up này thì đừng quên xem đến cuối video này nhé. Hello, quên mất không cảnh báo mọi người trước là bây giờ đến phần mặt mộc của mình. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kem lót của Too Faced Hangover RX mà mình đã nói ở trong video lần trước rồi. Sau đó thì mình sẽ sử dụng một loại kem lót khác. Cái này là That Girl của Benefit. Kem lót này thì có tác dụng là làm cho da mình sáng hơn, nên mình chỉ dùng ở những vùng mà mình muốn highlight một chút, ví dụ như là ở hai bên gò má, ở trên trán và ở dưới cằm. Nếu bạn nào muốn da sáng hơn thì nên sử dụng những loại kem lót mà có tông màu hồng như thế này nhé. Tiếp theo là đến kem nền. Và như mọi người thấy là da mình dạo này thì không được tốt lắm, nên mình muốn sử dụng một loại kem nền nào mà nó che phủ tốt một chút. Cái loại này là Marc Jacobs mà mình đã nói trong video làm thế nào để có lớp nền hoàn hảo rồi. Mình sẽ chấm sản phẩm này lên mặt, sau đó dùng Beauty Blender đã được làm ẩm để tán ra cho đều. Vì dạo này mình ngủ hơi ít nên là việc dùng kem che khuyết điểm ở mắt là điều cực kỳ quan trọng. Và như mọi người thấy là mình suýt đã làm rơi cái này. Mình sẽ đánh theo vùng chữ V ở ngay dưới vùng mắt để highlight. Trong video lần trước thì có một số bạn đã hỏi là mình không dùng Maybelline Instant Age Rewind nữa à. Thì đây là câu trả lời, mình vẫn dùng bởi vì mình vẫn rất là thích em ý. Để che khuyết điểm cho vùng mụn thì mình sẽ sử dụng kem che khuyết điểm của Maybelline Superstay Better Skin. Cái này thì mình nghĩ là nếu bạn nào mà chỉ có ít khuyết điểm thôi thì dùng ok. Còn nếu bạn nào mà có mụn bọc hoặc là bị thâm nó khá là đậm ấy, thì dùng cái này nó không che phủ được mấy đâu. Hôm nay thì khác so với mọi ngày, mình sẽ đánh highlight cả ở sống mũi nữa, bởi vì mọi khi mình toàn quên. Dùng phấn phủ Laura Mercier và cọ của e.l.f. Cọ này là Flawless Concealer Brush, đáng lẽ ra phải dùng ở phần kem che khuyết điểm, nhưng mà mình thấy cái này dùng để set phần phấn ở dưới mắt cũng rất là tốt. Mọi người không nhất thiết là phải dùng cọ theo tên gọi của nó đâu, cứ thấy thế nào tốt thì dùng thôi. Để set phần má cũng như là ở hai bên trán thì mình sử dụng phấn Makeup Forever HD Powder. Mình chỉ chấm nhẹ lên trên vùng mặt chứ không đưa trổi ra rộng xung quanh. Không biết với mọi người phần make up nào quan trọng nhất, nhưng mà đối với mình phần kẻ lông mày là không thể thiếu. Và cái này thì mình mới dùng của It Cosmetics. Và cái này là màu universal, có nghĩa là nó sẽ phù hợp với tất cả các loại da cũng như là các loại tóc luôn. Nghe rất là kỳ diệu đúng không? Phần mắt ngày hôm nay thì mình sử dụng bảng Stardust của Too Faced. Màu đầu tiên mình dùng sẽ là màu Jackpot. Màu này là một màu nâu khá là đậm và nó có nhũ ở trong, nên là khi mà mình dùng thì mình sẽ cố gắng là đưa nó thật nhẹ tay thôi để cho nó không bị quá đậm. Mình sẽ dùng màu này và đánh lên trên toàn bộ vùng hốc mắt để tạo cho mắt có độ sâu hơn. Nếu mọi người thấy những cái màu này nó hơi khó tán thì nhớ dùng một cái cọ sạch và tán lại ra cho đều. Cọ này mình dùng ở đây là Sigma E39, mình đã cố cho nó vào focus mà nó không vào. Tiếp theo, để tán cái màu ở trên hốc mắt nó được đều hơn, mình sẽ dùng cọ có đầu tròn hơn và to hơn, dùng màu Millennial để tán lại cái phần trên ra cho đều. Ở trên bầu mắt thì mình sẽ sử dụng màu nhũ bạc này gọi là The Strip và đánh lên trên toàn bộ vùng bầu mắt. Mọi người lưu ý là đừng đánh cao quá nhé, không là che hết cái phần trên hốc mắt mà mình vừa đánh. Sau đó mình sẽ sử dụng màu Selfie để có thể highlight ở vùng dưới lông mày,
Hồi xưa thì mình không có thói quen highlight dưới lông mày đâu, nhưng mà nó sẽ tạo sự khác biệt rất là lớn đấy. Tất nhiên là không thể quên kẻ mí mắt trong cũng như là kẻ mắt nước. Cái này thì mọi người cũng không nhất thiết là phải kẻ mắt nước đâu, chỉ cần kẻ mí mắt trong thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà kẻ mắt nước thì nhìn nó sẽ sắc sảo hơn một chút. Bây giờ sẽ đến bước cuối cùng trong phần đánh phấn mắt. Mình sẽ quay trở lại với màu đầu tiên, đấy là màu Jackpot, và sử dụng một cái cọ mà có đầu thật phẳng để đánh ngay sát dưới phần mí mắt dưới. Từ hồi xưa đến giờ thì mình rất ngại làm cái này bởi vì mỗi lần làm xong thì nhìn như bị đấm ấy. Nhưng mà nếu mọi người chọn cho mình một cái cọ đúng và đánh ngay dưới sát phần mí mắt thì sẽ không bị xấu đâu. Dạo này thì mình hay đánh chồng hai loại mascara lên nhau để có thể cho mí mắt của mình nó được dài hơn cũng như là dày hơn. Mọi người thử cách đấy xem, dạo này mình hay sử dụng cái Maybelline Lash Sensational với cả Maybelline Push Up Drama. Một cái thì làm cho mi mình dày mà một cái thì làm cho mi mình dài. Ngày hôm nay thì đây là bộ đôi thần thánh của mình. Mình sẽ dùng cái Push Up Drama để đánh ở phần lông mi dưới nữa. Vậy là xong phần trang điểm mắt rồi, bây giờ sẽ chuyển sang đánh má, là một cái mà sẽ đem lại sức sống cho khuôn mặt của mình. Đây thì mình sử dụng phần má của Sigma màu Serene và cọ Elf Blush Brush. Nói líu hết cả lưỡi. Đối với những cái make up như thế này thì việc đánh khối là không thể thiếu. Mình sẽ sử dụng bộ đôi này của NARS. Và mình là một người cực kỳ lười đánh khối luôn ấy. Mặc dù mặt đã rất là tròn rồi nhưng mà thực sự là mình rất là lười. Nhưng hôm nay thì vẫn phải đánh. Cả ở hai bên hốc má, ở dưới cằm cũng như là ở trên trán, cả hai bên cánh mũi nữa. Và mọi người biết rồi đấy, mình kể cả make up kiểu gì đi nữa thì vẫn phải có highlight. Và ngày hôm nay mình sẽ sử dụng Laura Geller màu Gilded Honey. Màu này thì khi mà dùng cọ mà nó hơi ẩm một chút thì đánh sẽ bóng khỏe hơn. Như mọi người chuẩn bị nhìn thấy ở đây là cả cái make up nó thay đổi luôn ấy, chỉ nhờ một hai quệt highlight thôi. Mình sẽ dùng highlight ở những vùng cần thiết ở trên mặt, ví dụ như là hai bên gò má cũng như là ở trên sống mũi. Nếu mọi người muốn highlight sống mũi mà nó đẹp hơn thì có thể sử dụng những cái cọ bé hơn chẳng hạn. Nhưng mà mình đang dùng cái cọ đấy ở đây rồi nên thôi mình dùng luôn. Và mình cũng không quên dùng ngón tay út để highlight ở hai vùng khóe mắt nữa. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng chì kẻ môi, và chì này là của Urban Decay. Nó không có màu gì cả, nó chỉ là màu trong suốt thôi, nhưng mà nó làm cho son của mình giữ được lâu hơn. Tiếp theo là đến son, và son này thì mọi người đã hỏi mình rất nhiều trong video đấy. Và son đấy là một trong những bộ ba mini của Charlotte Tilbury mùa Holiday. Và mình được bạn mình tặng, nó bé cực như cả bao diêm ấy. Son này là màu Beach Perfect, màu siêu nude luôn. Mình chưa có một cái màu nào mà nó đúng kiểu nude như thế này. Và đánh lên thì nếu mà mọi người không trang điểm mắt thì nhìn nó sẽ khá là nhợt nhạt đấy. Cái này phải trang điểm mắt đậm một tí. Vậy là make up ngày hôm nay đã hoàn thành rồi. Mình đã hướng dẫn cho mọi người từ đầu đến cuối tất cả các bước. Và nếu mọi người thích video này thì đừng quên ấn like hoặc là subscribe cho channel của mình để có thể xem được những video tiếp theo nhé. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này. Mình sẽ gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye!